Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ghi nhận tại tổ chính bao gồm Điện Biên, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng điều hành phiên họp. Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu đều tán thành với một số nhận định về kết quả đạt được tại báo cáo của Chính phủ. Trong giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn lần đầu tiên được triển khai thực hiện là bước đổi mới quan trọng trong quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công trên cơ sở gắn kết giữa kế hoạch trung hạn 5 năm và dự toán hàng năm. Nhiều tồn tại hạn chế của giai đoạn 2011-2015 được từng bước khắc phục, thể chế pháp luật về đầu tư công từng bước được hoàn thiện, việc phân bổ vốn cơ bản tuân thủ nguyên tắc tiêu chí định mức, cơ cấu lại vốn đầu tư công đạt kết quả bước đầu tích cực, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công được cải thiện, công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, nhất là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, có phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như nhiều dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm chậm tiến độ, một số công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư quá lớn. Nhiều dự án dự kiến sử dụng nguồn lực PPP không được thực hiện, phải chuyển sang đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Vẫn còn tình trạng cao bằng trong phân bổ ngân sách ở các địa phương, thiếu hành lang pháp lý thông thoáng khi thực hiện, nguyên nhân chậm trễ được các địa đại biểu. Nguyên nhân chậm trễ được các đại biểu chỉ ra là do yếu kém trong tổ chức thực hiện, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, chất lượng dự án chưa đảm bảo, phải điều chỉnh dự án nhiều lần, bố trí vốn không kịp thời, năng lực chưa đầu tư, nhà thầu, ban quản lý chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.